Xin chào tất cả các bạn. Tên tôi là Vera Hà Anh, kỷ lục gia tiến sĩ tâm lý thực hành tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Với hơn 10 năm trải nghiệm trong tình yêu và hôn nhân thì Vera Hà Anh đã tìm ra được công thức để tạo ra một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và giàu có. Và đây là kênh YouTube chính thức của Vera Hà Anh. Trong kênh này, Vera Hà Anh chia sẻ rất nhiều video khác nhau với nhiều chủ đề hấp dẫn trong tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình sẽ giúp cho bạn nhanh chóng có được hạnh phúc. Đây là những chiến lược, những nghiên cứu mà Vera Hà Anh đã đúc rút được từ chính cuộc hôn nhân của mình và nó vô cùng dễ dàng, dễ áp dụng và dễ thực hành. Vera Hà Anh sẵn sàng chia sẻ tất cả những điều tuyệt vời này tới cho các bạn. Khi bạn sở hữu những công thức này thì sẽ giúp cho tình yêu và hôn nhân của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Và ngay bây giờ hãy đăng ký vào kênh YouTube của Vera Hà Anh và ấn vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới. Hãy nhớ rằng tập trung vào bối cảnh, không tập trung vào nội dung. Sắc đẹp có hạn, thủ đoạn phải vô biên các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.